cảm ơn em đã gửi một câu hỏi rất là sâu. Thì thật ra nguồn động lực giúp chị vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống đó là thật ra duy nhất chỉ là gia đình thôi. Ba mẹ, anh chị, tất cả những người thật sự là gia đình em cũng là một cái động lực rất là lớn đối với em. Tại vì mọi người kỳ vọng vào em rất là nhiều, mọi người rất là ủng hộ em. Từ lúc mà em tham gia, em đi học ở trường sân khấu, em bước chân vào nghề tới giờ thì có nhiều khi lúc mới mà mình đâu có làm gì ra tiền đâu, mình đâu có sống được bằng cái nghề này đâu, mình không có đi làm nhiều, không xuất hiện nhiều, rồi ba mẹ thì cũng đâu có được coi mình trên tivi đâu, tại em đâu có diễn gì đâu coi, rồi làm thì cũng không có tiền. Lúc mà còn đi học mà. Đúng rồi, nhưng mà lúc học xong rồi em cũng không có đi làm nhiều, chị sau một năm học xong em cũng không có đi làm nhiều luôn. Thì ba mẹ, gia đình chưa ai phàn nàn với em về điều đó. Chưa ai nói thôi cái nghề này khó quá, thôi con bỏ đi. Hoặc là trời sao không thấy xuất hiện trên tivi gì trơn rồi trời, nhiều cái lắm. Tại vì ngày trước thì em cũng đi làm gì nhiều hết. Em đi quay phim em còn bị người ta đuổi về mà. Em lên tới phim trường em quá trang được nửa cái mặt rồi, mà đạo diễn kêu ngưng đi là em biết em bị đuổi về chị. Ghê vậy? Em bị đuổi về 2 lần luôn. Lý do 2 lần. Lý do là họ nói em không hợp vai. Ủa không hợp vai kêu em lên làm cái gì? Tám Cine 13:25 chủ nhật hàng tuần trên VTV9.